Cho nên là cái lời khuyên của tôi á, là nếu bạn sử dụng người trong nhà thì bạn hãy phải làm sao là thực sự là chia sẻ cởi mở và phải có quy tắc và phải thực sự là hết sức là thẳng thắn để những người trong nhà là đi làm kinh doanh, nếu chúng ta thực sự yêu nhau, mến nhau, dành những cái tình cảm cho nhau, hy sinh có nhau nhưng cuối cùng là vì cái chung. Chơi thì phải chơi hợp tính, mà còn đi đã làm kinh doanh ấy thì phải chọn những người nó họ khác mình thì mình mới kinh doanh được, chứ còn nếu họ giống mình ấy, đến lúc khó khăn thì họ cũng ví dụ mình sợ cái khó khăn đấy thì họ cũng sợ đúng như mình toi luôn, đúng không ạ? Mình phải chọn những người có góc cạnh, những người mà họ có thể phản biện với mình được. Con vấn đề người nhà hay người ngoài tôi không quan trọng vấn đề đấy, quan trọng nhất ý là bạn nhớ là có khi mất mất trộm là mất từ người nhà đấy, đúng không ạ? Cho nên ý, vấn đề là bạn hiểu con người đấy như thế nào thì bạn hãy dùng con người đấy. Cái thứ hai là mình hợp tác với ai thì mình biết phải biết là họ có thế mạnh gì và họ có yếu điểm gì. Mình hãy dự, nếu cái việc kinh doanh của mình mà có lợi thế, cần những cái ưu điểm của họ thì mình hãy hợp tác với họ. Về câu hỏi này thì tôi thấy như này, là nếu như mà bắt đầu khởi nghiệp ấy, thì rất nhiều người có xu hướng là gọi anh chị em trong nhà hoặc là bạn bè thân để vào trong cái doanh nghiệp để đồng hành cùng. Thế và sau cùng với một thời gian thì công việc kinh doanh có thể phát triển lên hoặc là có thể xấu đi. Thế thì khi mà công việc kinh doanh phát triển lên ấy, thì có thể có những cái trường hợp là lại bị mất lòng, mà xấu đi cũng có thể là bị mất lòng, bởi vì là những người trong nhà thì hay mang cái cảm xúc gia đình, cảm xúc và bạn bè thì vào trong cái công việc. Thế đấy chính là một trong cái vấn đề gọi là cản trở lớn nhất. Vì mà trong khi đó thì doanh nghiệp muốn để mà xây dựng một cái đế chế mang tính chất chuyên nghiệp ấy, thì phải có gọi là phải có nội quy, phải có quy chế và phải có cái sự sang phẳng. Thế nhưng mà về cái tình cảm thì nhiều lúc là người Việt Nam hay bị nặng cái tình cảm, bởi vì văn hóa làng xã, văn hóa bạn bè, văn hóa thôn xóm, văn hóa dòng họ. Chính vì vậy cho nên là đôi khi chúng ta hay bị luẩn quẩn ở trong cái phạm vi gọi là doanh nghiệp gia đình. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà trong nhà mà chúng ta lại thống nhất được với nhau, hay là bạn bè lại thống nhất được với nhau các cái quy tắc, thống nhất được với nhau những cái giá trị, mà cái đấy nó sẽ làm cái nền tảng để chúng ta gọi là gì, là đã làm thì là luật bất vị thân và tất cả là đều vì công ty, thì thực sự người nhà hay không người nhà đều tuyệt vời hết, người nhà hay không người nhà đều tuyệt vời hết. Nhưng mà vấn đề là cái anh làm chủ ấy, anh phải thiết lập được cái quy tắc ấy, anh phải thiết lập được cái là quy tắc gọi là quy tắc kinh doanh, quy tắc kim độ, hay còn gọi là nội quy quy chế. Nhưng mà đa phần khi mà anh em mới bắt đầu ấy, thì lại chưa có kinh nghiệm về vấn đề xây dựng hệ thống, chưa có kinh nghiệm về xây dựng thiết lập về quy chế, cho nên là rất nhiều cái bị rối, và sử dụng cái tình cảm và mang cái cảm xúc của gia đình, mang cái cảm xúc của bạn bè, mang cái cảm xúc của dòng họ vào, thế là cuối cùng là xảy ra những cái mâu thuẫn, có khi là không làm kinh doanh với nhau rồi thôi, làm kinh doanh với nhau về rồi mất hàng, mất họ, mất bạn, mất bè, rồi có khi là nếu mà anh em chị em trong nhà về thậm chí còn không còn nhìn mặt nhau. Cho nên là cái lời khuyên của tôi á, là nếu bạn sử dụng người trong nhà thì bạn hãy phải làm sao là thực sự là chia sẻ cởi mở và phải có quy tắc và phải thực sự là hết sức là thẳng thắn để những người trong nhà là đi làm kinh doanh, nếu chúng ta thực sự yêu nhau, mến nhau, dành những cái tình cảm cho nhau, hy sinh có nhau nhưng cuối cùng là vì cái chung, và trong cái chung có cái riêng, trong cái công ty có các anh chị em đó, và trong chúng tôi có cái tôi, thì làm thế nào để đạt được đấy. Thì chúng tôi ví dụ như là bên chỗ Amacao này thì anh chị em ruột thì chúng tôi thì cũng đi cùng với nhau, và chúng tôi thấy rằng là chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà ở nhà là anh chị em, nhưng đến công ty ấy, thì thứ bậc nó rõ ràng. Ví dụ như tôi là tổng giám đốc điều hành thì chị gái tôi hay anh trai cả tôi là những người cấp dưới, thì lúc mà tôi điều hành ở đây thì là cái công việc mang tính chất là chuyên nghiệp,
là tôi là người điều hành cấp trên, nhưng khi về đến nhà rồi thì mình lại phải tách bạch ra là anh là anh, chị là chị, và cái vai vế nó phải rõ ràng. Thì đấy là mình phải phân định được như vậy. Vậy cái nào nó làm giúp cho mình như đấy thì đó là những cái giá trị mà doanh nghiệp được phải định ra, những cái quy tắc mà doanh nghiệp định ra và phải được thống nhất với những người thân yêu của mình. Cho nên là tôi thấy rằng là nếu bạn lôi kéo những người trong nhà, lôi kéo những người thân yêu của mình thì bạn chú ý những cái việc như vậy. Và phải nhớ là những cái nhược điểm của họ mình có thể bù đắp được không, và họ bây giờ kinh doanh nó có mấy góc cạnh có thể để xảy ra xung đột. Thứ nhất là việc kinh doanh không thành công là cãi nhau òm tỏi xong rồi là đổ lỗi cho nhau. Thứ hai là việc kinh doanh thành công xong rồi là lại cũng cũng là đổ bể. Đổ bể vì là cái quan hệ lúc bây giờ ông bảo là tôi đóng góp nhiều hơn ông đóng góp ít hơn, xong rồi cãi nhau rồi cuối cùng cũng hỏng. Cho nên là vấn đề là nhường nhịn nhau trong kinh doanh là khó nhất. Cho nên bạn hãy chọn những người nào mà như tôi nói lúc nãy là ta đi tìm hạnh phúc là hạnh phúc phải là cho đi chứ không phải là hạnh phúc là nhận lại. Và cho nên là hãy tìm những người mà họ thấy là cái việc chung là quan trọng chứ không phải việc riêng là quan trọng. Kể cả nhân viên. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh đi làm đại diện cho một công ty thì anh là chính là công ty ấy chứ không phải là cá nhân anh nữa. Và vì thế những người hợp tác với mình ấy, tốt nhất là những người mà họ có ưu điểm, họ có nhược điểm, chứ nhân vô thập toàn ai cũng có những cái nhược điểm của mình cả. Mình hãy chọn những người mà cái ưu điểm ấy có lợi cho công việc, còn cái nhược điểm ấy mình có thể bù đắp cho họ được.